Diana Show là một kênh YouTube nổi tiếng dành cho trẻ em, với nhân vật chính là một cô bé tên Diana cùng gia đình của cô. Kênh được ra mắt vào năm 2015. Kênh giới thiệu về Diana, anh trai Coroma và cha mẹ của cô chơi đồ chơi, làm thủ công, hát và trải qua những cuộc phiêu lưu thú vị. Một số series video phổ biến trên kênh bao gồm đánh giá đồ chơi, video giả vờ chơi với đồ chơi của Diana, video thủ công, video ghép hình và video về các hoạt động hàng ngày của trẻ như đánh răng. Đến tháng 7 năm 2023, kênh Kids Diana Show đã có hơn 112 triệu người đăng ký, trở thành một trong những kênh dành cho trẻ em hàng đầu trên YouTube. Kênh thu hút trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học. Diana rất năng động và vui tươi trên kênh và các video tập trung vào các chủ đề tích cực như sáng tạo, trí tưởng tượng và học hỏi. Thương hiệu Kids Diana Show cũng mở rộng ra ngoài YouTube với đồ chơi Ứng dụng di động và thậm chí cả chương trình truyền hình Diana and Roma phát sóng trên kênh Universal Kids tại Mỹ. Kênh cũng có sự góp mặt của các thành viên khác trong gia đình Diana, bao gồm mẹ và bố của cô. Anh trai Roma cũng xuất hiện nhiều hơn trong các video. Kids Diana Show được quay tại Ukraine, nơi Diana và gia đình cô sinh sống. Do chiến tranh nổ ra vào năm 2022, gia đình Diana đã phải tạm thời di rời nhưng vẫn tiếp tục đăng tải video.